Bởi vì em thấy có cái loại mà không có gai là sao? Sầu riêng không gai? Chắc gai đúng không? Đúng rồi, lúc nhỏ người ta cạo gai á. Sầu riêng không gai nha, giật mình hết hồn luôn nè. Không, nó phải có gai chứ thường nhiên không gai, không biết cái gì ta chế mít hả? Mít cũng có gai chứ sao không có gai? Nhưng mà cái gai nó cùng cùng á. Đâu đó. Như đây này ngon, đây mấy người nói nhiều. Không đem gì đâu. Cần em hay để không thấy đó thôi. Cái này khoảng thay đó thôi. Thấy nó rồi. Ôi, khách vô rồi bà chủ ơi. Có hồi nào mà đếm tiền quay ngang luôn không bà chủ? Dạ. Đếm tiền quay ngang luôn không? Đếm tiền quay ngang hả? Ờ. Không. Không hả? Không. Hả? Không, cái gì chứ đó không quay ngang anh. Không quay hả? À. Kêu em qua chuyện khác thì chuyện này em quên được đó. Bao nhiêu đây đi em trai? 148. Như chị? 148. Chính rưỡi. Bác ngoài ta. 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 Bác 415 cách mạng tới 8 phường 13 quận 10. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh vô thử cơm đi. Vô thử cơm anh. Sầu riêng kìa, khách đi ngang qua sầu riêng kìa. Có mấy quay 100 triệu nghe đạt. Làm sao là làm rồi nha. Trội sao trội đó. Đây, hộp. Có hộp hộp đen nè anh. Đây. Mở cái muối này luôn. Muối này mở luôn nó lên miệng. Mùa này là ra chân cầu rồi đứng 303 đứng luôn á. Thằng Đạt nó không coi đá banh luôn mày. Trong giới này, trong giới. Tấu gì coi không Đạt? Tấu gì coi không? Không coi hả? Không biết coi đá banh không? Đá bóng rồi đúng không? Đây đây. Về anh trái về. Em nguyên trái vậy anh liền không? Về anh liền luôn ấy. Mà đem trái về đó mới vui hả? Vui luôn, vui như thế này luôn nè. Lấy khoảng trái 300 em. Hai trái ba hộp này ngon. Nè. Cái lớn ha. Hay là hai trái nhỏ. Anh mua cho đó. Cái gì? Mua trái được bao nhiêu? Cơm đúng không?
Không, cái nào mềm, cái nào khô đâu. Mềm đâu. Bỏ nè, bỏ cho giùm tay cho em, bỏ lại nó lộn của nó. Bỏ chị lấy luôn nó đi. Đây, anh cho anh thử cái đã. Em không biết ăn. Không biết ăn. Thử đi. Không biết ăn, nó mà thử. mua về cho vợ. Mua về cho vợ không? Không biết ăn hả? Không biết ăn, em ăn cái đây vậy. Đủ ngon, đủ béo rồi đó. Vợ mà về gì đẹp quá sao sao. Về mà vợ mà người ta chê nha. Vợ người ta không cưng á, là ra là mắng vốn nha anh. Anh gọi điện mắng vốn nha. Cái này là mềm hả? Dạ, mềm. Cái còn khô là như thế nào? Khô nó khô nữa, khô hơn nữa. Nhưng mà nó béo nhiều, nó sẽ ít ngọt. Cái nào béo nhiều ít ngọt? Là khô quá, nó khô quá là nó sẽ ít ngọt mềm. Nha. Này ngọt nhiều quá, tới giờ tao nhớ ngọt à. Hai trái mà anh kia mua hai trái mà. 339 thôi. Rồi, ok. Yeah. Ăn liền hả? Ăn liền hả? Ăn liền vào đây, rồi ngoài đó sốc. Em mấy ngày ăn? Lấy mấy ngày ăn? Ăn liền, ăn liền, ăn liền. Vô đây. Ủa em bao nhiêu được quên rồi? Nhiêu kìa? 300. 339 hả? Ok nha, ok nha. Rồi, ok anh. Hết rồi.